Cuộc thi vô địch tiếng Anh lần thứ 10 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức. Với chủ đề Công dân toàn cầu, cuộc thi vô địch tiếng Anh lần thứ 10 được chia làm hai bảng thi. Bảng 1 gồm các thí sinh dưới 18 tuổi, học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc các thí sinh tự do đáp ứng độ tuổi. Bảng 2 gồm sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trường nghề, học sinh chuyên tiếng Anh, học viên các trung tâm ngoại ngữ, công chức, viên chức, cán bộ, người lao động và các đối tượng nhân dân quan tâm đến tiếng Anh. Cuộc thi gồm 3 vòng thi. Vòng 1 gồm 2 phần thi trực tuyến tại website của ban tổ chức cuộc thi. Vòng 2 thi viết tự luận và trả lời phỏng vấn. Vòng 3, các thí sinh của bảng 1 sẽ thi theo hình thức hùng biện, trả lời câu hỏi. Các thí sinh của bảng 2 sẽ thi theo hình thức tranh luận, trả lời câu hỏi. Thí sinh có thể bắt đầu tham gia dự thi trực tuyến từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 9 tháng 3 năm 2024. Thông tin chi tiết về cuộc thi hãy truy cập các website của ban tổ chức và làm theo hướng dẫn. Cuộc thi vô địch tiếng Anh lần thứ 10. Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân là thời điểm lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trên các tuyến đường, nhất là các tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, các tuyến đường tỉnh, đường ra vào cảng Hải Phòng. Nhiều vi phạm xảy ra trong hoạt động kinh doanh vận tải, người tham gia giao thông còn vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ trái phép, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, không mặc áo phao khi đi đò. Đây là những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn giao thông. Thực hiện chủ đề Năm An toàn Giao thông 2024, thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, nhằm phòng ngừa tai nạn và tránh ùn tắc giao thông, đón năm mới an toàn, Ban An toàn Giao thông thành phố đề nghị người dân tham gia giao thông cần thực hiện. Không điều khiển phương tiện quá tốc độ, rành đường, vượt ẩu, không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, không dừng đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè, nơi cấm dừng đỗ. Doanh nghiệp vận tải, lái xe khách thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, không hoạt động theo kiểu xe dù bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến. Lễ hội mùa xuân năm 2024 hứa hẹn sẽ đón lượng du khách lớn, người dân cần lưu ý, đi đúng phần đường, làn đường, tuân thủ nghiêm hướng dẫn giao thông của lực lượng chức năng. Các chủ tàu, thuyền phải tuân thủ chở khách đúng quy định, tất cả vì mục tiêu người dân được đón Tết an toàn, lành mạnh và tiết kiệm. Mọi thông tin liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông xin gọi về đường dây nóng Ban An toàn Giao thông thành phố Hải Phòng 0225 3746 000, Công an thành phố Hải Phòng 0692785827, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng 0225 3747 420. An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà. Trong dịp Tết Nguyên đán, việc tiêu thụ điện, nhiên liệu tăng cao làm tăng nguy cơ cháy nổ, nhất là tại các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở thờ tự. Để bảo đảm an toàn cháy nổ dịp trước, trong và sau Tết, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo các cơ sở, hộ gia đình thực hiện các biện pháp sau. Tuyệt đối không buôn bán, tăng trữ trái phép các chất dễ cháy nổ. Thận trọng trong việc đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã. Không sử dụng thiết bị điện vượt quá công suất của dây dẫn. Kiểm tra thay thế thiết bị điện hư hỏng không bảo đảm an toàn. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Tuyệt đối không đốt than củi trong phòng kín sưởi ấm để tránh nguy cơ bị ngộ độc ngạt khói. Quản lý chặt chẽ các hoạt động sửa chữa hàn cắt và có phương tiện phương án xử lý sự cố phát sinh. Chủ động trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ phù hợp và các phương án thoát nạn, tổ chức thoát nạn. Người phát hiện thấy cháy phải báo cháy ngay cho những người xung quanh biết và báo cho một hoặc tất cả các đơn vị: đội phòng cháy chữa cháy dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành tại nơi xảy ra cháy, đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Gọi báo cháy đến số điện thoại 114 khi có cháy nổ xảy ra, chính quyền địa phương nơi xảy ra cháy. An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.